Ok, hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Bây giờ mình mới vừa đi tập gym lại sau mấy tháng không tập. Và nhất lại mình vừa cũng vừa bây giờ mới sửa cái máy tính của mình đem về, sửa cái bảng. Sửa cái bản CPU đó, tại vì cái trục quay của nó bị trục chặt. Đây các bạn, vô đây các bạn, vô đây nó bị hư cho cái này nữa. Nè, đặt ra đặt ra bạn hư. Thì mình sẽ quay trở lại với con game này sau mấy tháng không chơi. Chả nhớ mình được chơi như thế nào nữa. Thôi, tiếp tục một tiếp tục. Kune dành cho mấy bạn, những bạn nào chưa biết lý do sao mình chơi lại khúc này là lý do là file save của mình lúc trước đó là bị hư, mình phải chơi lại từ đầu trong cái lần stream khoảng mấy tháng trước đó. Dạ có, đây có giờ có không, nó được sử dụng, có đồ bên trong của tôi thì chưa có gấp. Đây là gợi ý thứ ba, bạn muốn đọc không? Yes. Trong chương 2, những cái nơi mà để phản kháng không chỉ là nơi mà dùng để gọi là sao ta, phản đòn cái con trắng trắng đó, và có cả những nơi mà có thể bạn có thể núp ở trong đó. Okay. Bác già, ông bác đó đang viết cái haiku phải không? À đúng rồi, tôi có thể gọi cho Himuro-san. Gọi à, đấy rồi. Moshimoshi, keisatsu desu ka? Vâng, ai vậy? Himuro-san, là tôi, Himeno Mikoto đây. Mikoto-kun, gì xảy ra vậy? Có chuyện gì à? Tôi bị lạc, tôi nghĩ thế. Vâng, dạ, chỉ bạn chưa biết thì lúc trước cái khúc này chương này là sau khi mà trở về đi từ đồn đi về nhà từ cái sau cái sự kiện mà chơi chút tiền một mình á, dạ, vô tình chỉ đã vô đi mua một cái cánh đồng hoang mạc và xa lạ và bị anh áo trắng màu trắng đi đuổi theo. Vâng, và không phải là lạc bình thường đâu, tôi cứ đi xung quanh một nơi đi qua đi lại rất nhiều lần. Nani? Và không chỉ thế, cái thứ chắc chắn chắc như cái phân chim ấy đang ngược theo tôi.
một ông già nó đi ốm tôi trên đường, nhưng mà khi ông ấy nhìn trong lúc ông ấy nhìn cái thứ đó, mấy chơi rồi lên điên loạn, điên loạn. Từ từ bình tĩnh nào, từ bình tĩnh, từ từ cái để tôi loading. Rain Exe is downloading. Understood, đã hiểu. Ok, biết tôi cool. Tôi biết là ai sẽ gọi cho cô, nhưng nó sẽ khá là nguy hiểm khi mà di chuyển từ đó. Ok, nó tôi biết mà. Đu gì đi ra ngoài cho con nó bắt. Tôi sẽ đi tới đó ngay bây giờ. Nhưng thầy nói tôi đây với tôi là cô đang đâu? Ai biết má, tôi đang ở đâu, cái đồng hoang rộng biết chỗ 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 méo nào. Ồ, nhớ tôi biết rồi. À, đây coi. À, nó là từ phía đông, đi từ thẳng từ phía đông ở cái đồn cảnh sát. Có một cái cánh đồng rất nhiều cánh, có một con đường rất là nhiều những cái con bù nhìn. Tôi đang sử dụng điện thoại từ một cái ngôi nhà gần đó. Đã hiểu. Wakata. Biết tôi còn biết tôi. Chạy 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 đi. Ủa? Sao nó bấm được ta? À, trời ơi, quên, quên đi bằng cái nút mũi tên. Trời ơi, khổ ghê á. À, nãy lúc nãy mình bấm bằng nút mũi tên là cái mình quên. À, giật lại cái phone quên. Thôi, xin lỗi mọi người nha. Người có thể skip nếu mà người muốn, nhưng mà thích thích để nguyên vậy. Bây giờ mình không có xài cái Adobe nữa, không xài Adobe Photo Premiere để mà edit video, không lười quá. Đây mình chưa có lại mình chưa có mua cái một cái ổ cứng để mình chữ cái Adobe đó. Nếu mọi người muốn tải cái đó thì mình có thể cho mọi người cái link, có một cái group ở trên Facebook có cái link được phát được hết những cái phiên bản mới nhất của Adobe tất cả luôn. Nếu mọi người muốn thì mình sẽ để cái link ở phía dưới phần mô tả. I will leave the link in the description when I upload this video. Sẽ đẩy nó ở dưới phần mô tả sang mình up video lên. Rồi chạy 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 thôi, thay em, thay em, thay em, thay em, thay em, thay em, thay em anh ơi, anh đẹp trai, thay em. No 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 tèo 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 mày hả bưởi. Lúc nào nhìn thấy hãy xếp để coi ta giờ sao kiếm được cái đồ coi có này không, không có gì bên trong cả. Cái máy bán nước ở đây, mình giờ mình tìm kiếm cái gì đó để mà mở cái đường vô cái nhà máy đó. Ở đây chỉ có những thứ rỉ bên trong. Hiroku sẽ tới. Tại sao mình biết chắc chắn nó sẽ tới? Fuck you, fuck you, you.
ơi. Làm gì giờ? Đi gặp đi đâu? Where should I go? Ta nên xếp lý do cách tốt nhất. Ai ta quên bà rồi, bà là gì vậy? Tại sao lại được méo tay đây? Tại sao? Ô, thật là bự. Nhưng mà đừng chất đầy, có ăn không? Ngoan mà ăn không được, khổ, không có đói. Vâng, chị chạy khắp một khắp nơi bị một con quái vật màu trắng trắng đuổi theo mà chị la chị không đói, mới tôi cũng lạy đấy. Tôi nghĩ những cuốn sách như thế này không nên ở những nơi công cộng như thế này. Ở công cộng anh em chúng ta chắc là biết sợ sách gì rồi. Ê bà già, để ngăn hả? Vâng, hai người đứng nhìn nhau. Alo, tôi bị lạc. Cháu bị lạc cô ơi. Vâng, tôi biết. Như tôi đã biết. Vâng, lại đứng nhìn nhau mất đứng gần 5 giây nữa. Bà cô ơi. Bà cô làm trong cái cửa hàng này ư? Nhìn nó giống như thế, nhìn tôi giống như thế à? Ồ. À không. Con ăn gì đó đi. Đó là tất cả gì mà cô có thể ăn ngay bây giờ. Ế sao mắc gì? Cái gì bố phải ăn? Cái này khi không có nhưng công nhân ở đây, cô sẽ lose out là cái gì ta? Chết đói vậy. Nếu như cô không ăn trong khi cô có thể. À không, tổ. Okay, I'm fine. Tại sao lại không có công nhân nào ở đây? Cô đang hỏi tôi một câu hỏi, một cái thứ gì đó rất là một câu hỏi rất, cô đang hỏi tôi một cái câu gì đó rất là lạ đời. Cô chưa nhận ra ư? Những người trong cái khu vực này đã bị đó một nơi nào đó. Có vẻ như chúng ta có lẽ sẽ là những người cuối cùng sẽ tan vào hư vô. Lại ăn nữa. Ăn hoài. Be gone. Thoughts. Thì đi đi, tôi đang ăn. Ok, làm gì căng dữ? Cá như bay từ chứ cũng đi, tôi đi mệt qua đây làm gì căng. Em không phát hiện là anh đang chơi đây. Khoan 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 từ từ bình tĩnh, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Ủa sao bấm được? Ủa? Why? Sao? Mình tập trong vòng 2 lần. Mai là mình xếp vào đây. Nói chuyện với bà cô rồi. Gặp lại nè. Rồi, thả em đi, em cho anh chơi đó, mệt. Đi.
Ủa sao không được ta? Ủa ta? Mình thử lại coi. Là ta. Rồi nha. Sau khi mình quyết định thì mình sẽ quyết định sẽ từ bỏ nó. Em Yamete Yamete. Trốn. Em biết nhau. Sao cái chỗ đó bắt không được ta? Tại sao nó không? Đi ra đó được, mình bấm cái chỗ đó không được ta? Lý do gì? Cái đời nó chả gì hết. Giờ sao ta? Giờ sao ta? Nói chung là vậy đó. Sao để mình kiếm được cái đó? Sao để mình kiếm được cái đó? Ghê, không có vô được, buồn. Bây giờ các bạn biết lý do sao nãy giờ mình không có đi vô cái hướng bên kia không? Bởi vì trong trí nhớ của mình đã lục lại, đã sử dụng 100% trí tuệ thì mình nhớ rằng anh ấy nằm ở trong, anh ấy đang ngắm cánh đồng của chồng. Mình vô là sẽ bị dí rồi dí mòn đít luôn á. Bác thì không chỉ cho ông cụ thì không chỉ cho mình cái gì cả. Khổ ghê. Chán thiệt. Đời. Đời nhiều khi không mà có. Đời nhiều lúc có cũng như không. Cái kè giờ mình nên sử dụng cái kè sao kìa, mình tới cái nhà máy là sao mình không đi nào cầm việc nó được trước cháu kia đi. Tại sao nó không cho mình cầm trước khi mà mình tới cái cơ nhà máy? Tại sao? Tại sao? Why? Ok, ổn áp rồi. Xem, xem. Xem trước, xem muốn nói gì nói. Nó là bị sao bà lại đây? Tôi thấy bà đang ăn trong cái cửa hàng mà. What the hell? Chơi nhau à? Sao cô có thể tìm được tới đây hả? Không, cái đó cậu đó tôi mới hỏi bà đó. Tại sao bà vô được tới tận trong đây trong khi ngoài kia là nó đã bị chặn bởi mấy cái dây dây kẽm rồi. Còn bà? Tôi là một người ở trong cái thành thị trấn này, tôi đến nhất biết cái đường tới đây. Ok. Ồ, à thế à. Ồ, lại à, vậy là không, vậy thật sự là không có ai ở đây ư? Đúng. Là bởi vì cái con quái vật đó, ý là cô bị cái cô bị dưới này nè, cô sẽ bay màu luôn. Bà coi gia đình của bà coi với bà không ai biết, chắc chết bà hết rồi. Còn bà đó, về cái thị trấn này, nếu gia đình cô ở đây chẳng phải cô nên lo lắng về họ ư?
À không, tôi không cần. Méo, ỉa. Ngoài ra, vậy thực tế là tôi đã ly dị, tôi đã không còn, tôi là quả phụ. Tôi đã ly dị với chồng tôi một vài năm trước, và đứa con của tôi thì nó đã bên nó đang chơi với chi sợi, chơi với chú chi sợi bên kia. À, tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì vì đã gợi nhắc lại những chuyện không nên nhắc. Sao cô lại xin lỗi tôi? Nếu như cô đang đi theo tôi, một bà cô già, và nếu như cô đang nghe theo tôi những gì tôi, một bà cô già đang nói, thì đó là một chuyện khác đấy. Chill, chill, chill. Ok, tiếp theo của cô. Sao cô lại đi cả một quãng đường dài tới đây để làm gì? Đó là đó, các bạn cũng bị ngứa mũi để cho cô biết thêm thông tin luôn, chả có cái cửa có cái gì ở trên đó cả. Cô đã tới đây và không có lý do phải không? Tất nhiên, kể cả với lý do là chị đây gặp tôi thì có lẽ nó là một nó khá là xứng đáng đấy. Bà cô ơi, giờ bà cô sẽ làm gì cái này bây giờ? Tôi sẽ làm gì bây giờ? Điều tôi sẽ làm gì à? Đó là tất cả những gì mà tôi đáng lẽ nên nói. Tôi không muốn bị đuổi cho tới khi tôi tạch. Ít nhất là bây giờ tôi có thể trốn một nơi đó an toàn. Vậy à? Thế à? À, còn cô sẽ làm gì? Liệu cô sẽ chơi trò chơi trốn tìm với cái con quái vật đó ư? Tôi nghĩ là tôi sẽ cầu cứu một ai đó tôi giúp. Thật là suy nghĩ rất là ngu ngốc. Cô sẽ bị đuổi bất cứ đâu, cô sẽ bị theo đuổi, sẽ bị rượt đuổi bất thứ đó cho tới khi cô tắt. Nói chung là mọi thứ sẽ ổn thôi, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu. Nói xong rồi. Nó bị sét và giờ mình đã nhớ, giờ mình đã nhớ lý do tại sao 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 nó lại có những cái vết giống như trong kia ta. Xong mình sẽ né cái chỗ đó ra, né nó hoàn toàn, không lộn gì giá gì tới nó cả. Khoan, khi gặp ông lão biết cái gì đó, ông lão sẽ giúp được chúng ta. Lão ơi, cứu cháu, tôi chưa muốn tạch. Héo, sắp đi héo. Bác ơi, cháu có tìm được cái gì không? Cháu đã đi tới cái nhà máy, và nó không có bất cứ thứ gì mà khiến cháu phải bận tâm, phải quan tâm tới, vậy là thắc mắc phải để ý kỹ. Thế à, cháu gặp bà ta chưa, người phụ nữ đó? Ế, lại nữa hả? Hãy cẩn thận với bà ta. Nói
chung là mình sẽ dừng ở đây. Nói chung là cũng lâu lắm rồi mình mới quay video lại. Mình sẽ tiếp tục quay tiếp vào, tiếp tục quay cho khi nào xong cái series này, mà mong mọi người sẽ đón chờ video của mình. Bây giờ tạm thời thì mình sẽ không edit video gì cả, mình sẽ quay tất cả những quá trình mình chơi luôn đầy đủ và sẽ không edit gì cả, tại vì mình không có đủ dung lượng máy để mà edit video. Là mình sẽ tạm thời vậy thôi, khi nào có dung lượng có ổn định mình sẽ tiếp tục edit video và sẽ cho những người những cái video chất lượng hơn. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Hãy like và subscribe cho channel của mình để giúp mình có thêm động lực để mà